Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn yêu thích trồng cây. Hôm nay mình xin chia sẻ một chút kinh nghiệm về cách chăm sóc hoa bách thủy tiên, giúp cây hoa bách thủy tiên phát triển xanh tốt, nở bụi to, cành lá to, mập mạp và ra nhiều hoa nhé các bạn nhé. Đây là hai chậu đợt trước mình trồng từ cây con, mình có làm video rồi, nếu các bạn nào xem rồi thì các bạn biết. Thì sau 1-2 lần ra hoa thì hiện tại ạ, cây hoa bách thủy tiên này của mình nó phát triển không được xanh tốt nha các bạn nhé. Phát triển không được xanh tốt. Đây các bạn, các bạn nhìn thân của nó nhé các bạn nhé. Thân nó thì rất chi là nhỏ, còi cọc, lá đây, lá thì nó rất chi là bé nhé các bạn nhé. Đây, lá thì nó nhỏ hơn cả cái bàn tay của mình khá là nhiều nha các bạn nhé. Đây, cho các bạn xem, lá này nhỏ hơn cả bàn tay, lấy bàn tay này, che phát là hết này. Đây, có nghĩa là lá nhỏ, cây bụi cũng nhỏ, đây cành lá thì cũng nhỏ. Và sau 1-2 lần ra hoa thì hiện tại thì là cây cũng chưa ra được hoa. Đây, màu lá đây các bạn, mình cho các bạn xem gió màu lá nhé. Màu lá của nó là màu xanh nhạt nhé các bạn nhé, và có một số lá thì nó có hơi một chút vàng nhạt nhé các bạn nhé. Thì nó cũng gần già rồi, mới lại là lá non thì cũng một số thì nó cũng màu xanh nhạt, nó không được màu xanh đậm các bạn ạ. Thì cũng có một số bạn hỏi thì mình cũng xin chia sẻ là do một lá hoa bách thủy tiên nó vàng này, một là do nó già nhá, thì lá nó sẽ màu vàng. Đây, một cái lá già đây các bạn nhìn thấy nó già chưa, lá nó màu vàng nhé và nó khô đi nhá. Hai là nếu lá non mà nó hơi màu vàng nhạt một chút thì là do thiếu chất nhá. Như hiện tại như cây của mình này là do thiếu chất nhá, thừa chất thì nó cũng sinh ra lá vàng nhạt nhá, hoặc bị sâu bệnh nhá. Thì như cây này của mình thì mình trồng thì mình biết là mình cho rất, mình không có chăm bón gì cả, cho nên á vàng nhạt này là do thiếu chất. Đây thì giờ thì mình sẽ chia sẻ nhá, chia sẻ kinh nghiệm nhá để chăm sóc hai chậu này nhá. Hai chậu này thì mình trồng thì mình không có chăm sóc gì cả nhá các bạn nhá. Mình trồng trên sân thượng mà hai chậu này thì mình không có chăm sóc, mình để tự nhiên nhá. Đây, hàng ngày thì cứ hết nước này thì mình tưới nước vào này. Đây, cứ hết nước là mình tưới nước và mình không có chăm bón gì cả. Cây nhỏ, bụi nhỏ, không có hoa, lá thì nhỏ, vàng nhạt, không xanh tốt nhá. Thì cách chăm sóc thì rất chi là đơn giản thôi các bạn ạ. Nếu các bạn muốn chậu hoa bách thủy tiên này này, chậu hoa bách thủy tiên này nó xanh tốt nhá các bạn nhá, thì các bạn một là các bạn bón phân NPK nhá. Phân NPK là N là nitơ đấy, B là phốt-pho là nân đó các bạn ạ, K là kali. Nếu mà các bạn bón thì các bạn cho, các bạn cứ mua cái tỷ lệ nó đều nhau á là được các bạn ạ. Thì thi thoảng lâu lâu các bạn thả vài viên vào trong nước này này, cho nó tan ra này, cho cây nó có chất dinh dưỡng này thì nó sẽ phát triển là xanh tốt này. Nếu mà các bạn có NPK nhưng mà tỷ lệ nó lệch nhau một chút cũng không sao cả đâu các bạn ạ, vì cũng không quá quan trọng. Đấy là cách thứ nhất nhé. Cách thứ hai là các bạn bón nân. Bón nân thì cách này thì hiện tại thì mình cũng đang sử dụng. Thì có nân, có NPK thì mình bón NPK và có nân thì mình bón nân. Hiện tại thì cách này mình vẫn đang sử dụng. Nân thì các bạn có thể dùng nân vi sinh nhé các bạn nhé. Nân vi sinh, nân đầu trâu tan chậm, nân bón thúc, nân bón nót, cứ miễn là nân là được các bạn ạ. Đây thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn hai loại nân này cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Đây, túi màu đen này thì nó là nân vi sinh các bạn ạ, nân vi sinh nhé các bạn nhé. Đây các bạn dùng nân này cũng được. Ok, đây một loại nữa là nân bón nót. Nân thì nó có nhiều loại lắm, bón nót này, bón thúc này là cái loại nân màu xanh, nân đầu trâu tan chậm dạng viên cũng được, hoặc là cái nân xanh dạng bột cũng được, cứ biến là nân là được. Thì thi thoảng trồng cây thì các bạn bỏ cho nó một nhúm nân nhỏ nhỏ vào đây sau một thời gian phát triển để cho nó phát triển xanh tốt nhá. Đây thì đây thì mình sẽ bỏ nân vi sinh nhé các bạn nhé. Đây các bạn bỏ một nhúm nân này cho mình nhé. Đây một nhúm nhỏ nhỏ thôi các bạn ạ. Đấy, sau đó các bạn thả vào nước nhé các bạn nhé. Thả vào nước sau nó sẽ tan ra và nó sẽ tan ra và cây nó sẽ tự hấp thụ nhé các bạn nhé. Đây bên này thì mình sẽ dùng nân bón nót nhé các bạn nhé. Đây thì các bạn cũng thả vài viên vào trong đây. Đây các bạn cứ thả vài viên vào. Rồi các bạn chờ xem kết quả nhé các bạn nhé. Đây và đây là hoa bách thủy tiên dưới nhà của mình.
Các bạn nhìn thấy sự khác biệt giữa chăm sóc và không chăm sóc không ạ? Đây, cây bách hoa bách thủy tiên dưới nhà của mình nhé, rất chi là xanh tốt nha các bạn. Đây, mình quay gần cho các bạn xem nhé, rất chi là xanh tốt. Đây, bụi nở rất chi là to nhé, thân cành mập mạp nhé các bạn nhé. Đây, lá thì rất chi là xanh, khác hẳn chậu không chăm sóc của mình ở trên sân thượng nhé các bạn nhé. Đây, chậu này cũng vậy này, lá rất xanh tốt các bạn nhé, và to nhé, ra rất nhiều hoa nhé các bạn nhé. Đây, đợt hoa đầu, đây đợt hoa trước nó ra đây các bạn, thì nó đã già rồi và trên nó đã có cây con này. Các bạn có thể lấy những cái cây con này này, các bạn đem đi dâm nhé, đem đi trồng nhé, như video của mình có hướng dẫn rồi nhé. Đây, hoa nhé, vừa mới ra xong nhé, còn chưa, hoa vừa mới ra xong chưa tàn hết thì cây lại ra tiếp hoa rồi các bạn. Đây, nụ hoa đây nhé các bạn nhé, trên đây nhé cũng có một thân hoa nhé các bạn nhé, hoa rất nhiều nhé, lá xanh tốt, bụi to cây này nhé. Rồi sang cây này, sang cây này thì các bạn, đây hoa đợt trước đây nó cũng vừa tàn, đây đợt trước nữa đây thì nó đã tàn khô rồi đấy các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không ạ, đây nụ hoa này, mầm hoa lại ra tiếp nhé các bạn nhé. Đây lại một cái mầm hoa tiếp này các bạn, đây mầm hoa rất chi là mập mạp nhé, rất to nhé, có nghĩa là ra hết đọt hoa này lại đến đọt hoa khác. Đây sang cây này cũng vậy nhé các bạn nhé. Đây đài hoa đây vừa mới ra xong đây, nó tàn rồi nhá, thì nó lại ra một mầm hoa mới nhé các bạn nhé. Đây đang chuẩn bị sắp nở nhá, cũng rất chi là mập mạp nhé các bạn nhé. Đây lại một tiếp, một đài hoa tiếp nhé các bạn nhé, cũng rất nhỏ đây các bạn, đang vươn lên nhá, có nghĩa là khi mình chăm sóc các bạn thì nó sẽ ra hết đọt hoa này đến đọt hoa khác, vì nó có dưỡng chất các bạn nhé, cây nó phát triển khỏe. Đây thì một cây mình trồng thêm đây, thì trong video mình có nói cho các bạn đây. Đây các bạn nhìn thấy không, đây cái mầm hoa của nó này rất to và mập mạp nhé các bạn nhé. Đây lá thì rất chi là to, cái chậu mà mình không chăm sóc á, thì cái bàn tay của mình này là mình che một phát này thì cái lá của nó là mình che kín hết luôn này. Còn đây cái chậu mà mình chăm sóc này, mình xòe cả bàn tay ra mà vẫn không hết cái lá này. Đấy các bạn là thấy sự khác biệt giữa chăm sóc và không chăm sóc không? Khi các bạn chăm sóc cây hoa bách thủy tiên thì cây hoa bách thủy tiên sẽ nở bụi rất chi là to, phát triển xanh tốt, lá cũng xanh to, thân cành mập mạp, hoa ra liên tục. Đây mấy cây này thì mình cũng chỉ bón nâng thôi nhé các bạn nhé, thì nâu nâu thì các bạn cho một nhúm nâng vào và mấy nước các bạn cứ để đấy, rồi hàng ngày các bạn tưới nước. Đây thì cây sẽ xanh tốt như thế này. Đây để mình nên lấy ở cái cây ở trên sân thượng xuống cho các bạn xem nhé, để cho các bạn thấy rõ sự khác biệt nhé. Vì mình để dưới nhà thì nhiều người đi lại thì mình chăm sóc cho nó đẹp nha các bạn nhé. Đây mình vừa bê chậu ở trên chậu cây ở trên sân thượng xuống nhé các bạn nhé, thì mình có tỉa qua một vài cái lá già đây. Đây các bạn, đây là vết mình vừa cắt nhé, vừa tỉa qua một vài lá già đây. Đây cây cú đây, lá rất bé nhá, và bây giờ mình sẽ cho các bạn nhìn tổng thể để thấy sự khác biệt. Đây các bạn thấy rõ sự khác biệt chưa? Bốn chậu này nhá, thì ở video trước các bạn, nếu mà các bạn xem mình làm video ở bốn chậu này này, thì mình dâm cành này ra bốn chậu, bốn cái can dầu ăn 10 lít này, bốn cây này và một cây kia thì sau là mình trồng thêm này các bạn. Đây bốn can dầu ăn trồng cùng đợt với nhau nhé các bạn nhé. Đây ba chậu sau đây thì các bạn nhìn thấy không, cây rất xanh tốt nhá, bụi to lá to nhá, hoa ra nở ra liên tục nhá các bạn nhé. Còn cái cây mà mình không chăm sóc đây nó bé nhỏ hẳn nhá, và nhìn thì khác hoàn toàn luôn, và không ai nghĩ là bốn cây này là cùng một đợt trồng nhá, lá cú ấy, của hai cái cây nhá thì kích thước nó đều như nhau. Đây lá cú của mấy cái chậu này thì kích thước nó đều như nhau nhá. Cây hoa bách thủy tiên của mình sau 10 ngày bón nân, sau 10 ngày bón nân, đây cây ngoài cùng này các bạn nhìn thấy không, xanh tốt hơn hẳn nhé các bạn nhé. Đây lá non này ra rất chi là mượt luôn này, cây này thì chậm hơn một chút xíu này, xanh hơn này, nhưng mà chưa ra được nhiều lá non này. Đây sự khác biệt đây, sự thay đổi đấy các bạn, trước khi bón nân này thì cây nó vàng vọt này, chưa có hoa nhé,
cây vàng vọt chưa có hoa. Và sau khi bón lân xong này được 10 ngày này, cây rất xanh tốt này. Đấy, bắt đầu ra nụ hoa rồi các bạn. Đây, cây này cũng bắt đầu ra nụ hoa rồi. Đấy, khi cây nó có chất dinh dưỡng phát là cây nó phát triển xanh tốt nhá. Và nó có đủ sức để ra hoa nhá các bạn nhá. Cây này thì chưa xanh tốt nên nhiều, nhưng mà bắt đầu cũng có nụ hoa rồi. Đây, mình quay kỹ cho các bạn xem, nó bắt đầu nhú rồi các bạn ạ. Đấy, sau 10 ngày thôi đã thay đổi rất chi là khác biệt rồi nhá các bạn nhé. Và đây là cây hoa bách thủy tiên của mình sau 18 ngày mình bón lân. Đây các bạn nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt không ạ? Nhìn khác biệt hẳn so với lúc ban đầu nhé, mới chỉ là sau 18 ngày. Đây, hai chậu cũ của mình đây nhá các bạn. Đây, vẫn y nguyên nhá, hai chậu cũ của mình nhá. Đấy, lúc mình chưa bón lân thì hai chậu này thì lá rất chi là nhỏ, vàng vọt và nó không có hoa nhé các bạn nhé. Và sau khi 18 ngày mình bón lân thì hai cây này nên rất chi là xanh tốt này. Đây, đặc biệt là cây ngoài này các bạn. Đây, cây ngoài này. Đấy, lá ngày xưa thì nó chỉ nhỏ như thế này thôi các bạn. Đây, lá ngày xưa nó nhỏ như thế này, một bàn tay là che hết cả lá. Còn đây, cái lá sau ra đây các bạn, lấy bàn tay che cũng không hết. Đây, rất nhiều lá to nhá, lá to đẹp và xanh. Đây, lá rất to luôn các bạn, và ra rất nhiều lá to nhá, xanh và đẹp nhá các bạn nhá. Đây, còn cây bên này thì phát triển là chậm hơn một chút nhá các bạn nhá, chậm hơn một chút, nhưng mà các lá ra sau này cũng đang xanh mướt này và đang to dần này các bạn nhá. Đây các bạn, đây những cái mầm lá này nó rất chi là mập mạp nhá các bạn nhá, đang ra này rất nhiều nụ này. Đây, đây những cái đài hoa này đang vươn ra này, rất chi này mập mạp nhé. Đây, đấy lúc chưa bón lân nhé, không có cái đài hoa nào nhé. Đây giờ xuất hiện này, ba cái đài hoa này, bốn cái đài hoa này, nghĩa là cây nào cũng ra hoa hết nhé các bạn nhé, cây nào cũng ra hoa hết. Đấy, rất đơn giản nhé các bạn nhé, chăm sóc hoa bách thủy tiên rất đơn giản thôi. Thì các bạn cứ làm như mình bảo nhé. Đấy, sau tầm khoảng các bạn bón lân nhé, sau tầm khoảng chục ngày. Đây, sau tầm chục ngày nhé, thì các bạn cho một vài hạt lân vào nhé các bạn nhé. Đây, cho một vài hạt lân vào. Đấy, cứ tầm khoảng chục ngày cho một vài hạt lân vào, thả vào trong nước nhé các bạn nhé. Đây, thả vào trong nước như thế này. Đây, các bạn cứ rắc một vài hạt lân xung quanh chậu nhé. Đây, như thế này thôi các bạn ạ, ít thôi. Và các bạn nhớ nhé, các bạn lưu ý nhé, khi các bạn cho một vài hạt lân tầm chục ngày sau thì các bạn cho thêm một vài hạt lân nữa. Đấy, và các bạn để ý nhé, nếu mà bắt đầu thấy cây nó phát triển mạnh này, lá tốt này, lá to này, thì các bạn phải dừng lại ngay nhé. Vì nếu các bạn mà không dừng lại thì cái cây nó sẽ phát triển rất chi là tốt luôn các bạn. Nó nghĩa là cái lá này, nó sẽ to to to, càng ngày nó càng to ấy. Nhiều lá nó sẽ to như gần như cái lá khoai sọ luôn các bạn ạ. Và bụi nó cũng rất chi là to nhé các bạn nhé. Cho nên á, nếu mà các bạn trồng trọng nhỏ thì các bạn phải cho vừa phải thôi, để tránh cây nó phát triển quá to, lá quá to nhé các bạn nhé. Thì mình bón lân vừa phải để cây phát triển vừa đủ đẹp là ok, cũng không cần phải quá tốt nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nếu thấy hay và ý nghĩa thì bấm like và đăng ký ủng hộ mình. Các bạn nào đang chăm sóc cây hoa bách thủy tiên, cây mà còi cọc không có hoa, lá nhỏ, thì các bạn có thể thử đi, rất là hiệu quả đấy các bạn ạ. Rồi, cảm ơn các bạn nhé, chào các bạn.